cảnh giác với chiêu trò ngâm rồi ngậm, tiền quyên góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp ra sao? Vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vào đêm rạng sáng ngày 13 tháng 9 với cái chết thương tâm của 56 người, có những gia đình không một ai sống sót. Điều đó đã gây bức xúc rất mạnh cho cộng đồng trên cả nước. Ngay lập tức, nhiều người gồm đủ các thành phần khác nhau cùng chung lòng quyên góp vào quỹ hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn, cộng đồng trong cả nước đã đóng góp được hơn 110 tỷ đồng với mong muốn số tiền này sẽ mau chóng được chuyển tới các gia đình nạn nhân nhằm góp phần giảm bớt những mất mát. Vậy mà cho đến nay, đã có cuối tháng 10 năm 2023, mạng xã hội đã giật mình khi được biết số tiền hơn 110 tỷ đồng trên vẫn án bình bất động, nằm ngủ trong ngân hàng và đương nhiên tiền gửi ngân hàng thì sẽ sinh lời. Hà Nội sẽ có phương án với 110 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư, họ nói như vậy. Điều đang nói là việc chỉ vỡ lở khi một trong các nạn nhân vụ cháy bức xúc và lên tiếng trên mạng xã hội và lập tức báo chí đã vào cuộc. Tờ báo Dân Trí vào ngày 27 tháng 10 có bản tin Hà Nội sẽ có phương án với 110 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Cụ thể, thông tin với báo chí vào ngày 27 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, tính đến cuối tháng 9, tổng số tiền được Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố tiếp nhận từ các tổ chức, tập thể, cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini là 112 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị đã chi trả khoảng 6 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, giúp nạn nhân ổn định ban đầu. Vậy, theo vị đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hà Nội, thì Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân đang lên phương án để xin ý kiến các ban ngành của thành phố về việc phân bổ số tiền này. Rõ ràng là số tiền hơn 100 tỷ là tiền do cộng đồng ủng hộ cho nạn nhân, chứ không phải là tiền của Mặt trận Tổ quốc. Hà cớ gì phải xin ý kiến cấp trên để rồi ngâm tiền trong ngân hàng lâu đến vậy. Rồi viện dẫn lý do đang lên phương án, đó không chỉ là sự quá chậm trễ mà dấu hiệu của sự trục lợi. Mạng xã hội thấy rằng cái gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là nơi thường xuyên kêu gọi, vận động dân chúng ủng hộ tiền đóng góp hỗ trợ. Song đây cũng là tổ chức chuyên ngâm để rồi ngậm luôn tiền quyên góp khi có cơ hội. Chỉ ít thì cũng là tiền lãi gửi ngân hàng, tiền ủng hộ cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Một lần nữa chứng minh cho điều đó. Một điểm tiếp nhận ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy tại Hà Nội. Câu thành ngữ đi qua ruộng dưa, chớ buộc dây dày. Có nghĩa là làm bất cứ điều gì cũng phải công khai, minh bạch và kiểm tra được. Tại sao sau hơn một tháng, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội vẫn không thông tin về việc số tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy chưa được chi trả, với các lý do cụ thể cho cộng đồng được biết, mà họ phải chờ đến khi báo chí vào cuộc điều tra thì mới chịu giải trình. Cũng xin nhắc lại, số tiền hơn 100 tỷ đồng này là của các nhà hảo tâm giúp đỡ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, chứ không phải là tiền của chính quyền thành phố Hà Nội. Công luận cũng đặt câu hỏi rằng, số tiền hơn 100 tỷ đồng đó, nếu gửi ngân hàng mỗi tháng nhận được số tiền lãi là bao nhiêu, và số tiền lãi đó có được gộp vào số tiền ủng hộ cho các nạn nhân, các nhà hảo tâm đã giúp họ hay không? Bài học tiền quyên góp của các nhà hảo tâm trong các vụ lũ lụt cứu trợ vào năm 2020 vẫn còn đó. Khi danh hài Hoài Linh đã quên mất 14 tỷ đồng mà sau nhiều tháng mới bị phát hiện. Không hiểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội có đi vào vết xe đổ của Hoài Linh nữa hay không. Cục Bảo trợ xã hội thăm hỏi động viên người nhà nạn nhân tại khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai. Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết tổ chức này còn 932 tỷ đồng trong quỹ phòng chống dịch COVID-19 được huy động từ các nguồn lực xã hội và đề nghị Trung ương cho ý kiến về việc sử dụng nguồn quỹ này. Lập tức cô luận đặt ra câu hỏi, vì sao gần 1.000 tỷ đồng tiền ủng hộ trong đại dịch COVID-19 mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng ngâm rất lâu đến như thế để làm gì? Phải chăng do scandal tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư bị bại lộ, sợ rứt dây động rừng, nên họ đã mau chóng tự thú? Dư luận xã hội còn muốn hỏi về số tiền mà Ủy ban Mặt trận Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyên góp được trong đại dịch COVID-19 lên tới 15.000 tỷ đồng đã được thu chi như thế nào, sao vẫn chưa thấy công khai cho người dân được biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Cảnh giác với chiêu trò ngâm rồi ngậm,
tiền quyên góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã lấy đâu ra nhiều nghìn tỷ để mà kinh doanh? Cho đến nay, tỷ phú Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FEC, đã bị Bộ Công an khởi tố bắt giam với hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 28 tháng 10 đưa tin, ông Quyết bị Bộ Công an cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng bằng chiêu tăng khống vốn điều lệ của công ty xây dựng Pharos, một công ty con của tập đoàn FEC. Ngoài ra, ông Quyết còn bị cho là đã thao túng nhiều mã cổ phiếu của tập đoàn này để thu lợi bất chính 723 tỷ đồng. Trong một thời gian dài trước khi bị bắt, dư luận đã đặt nhiều nghi vấn về sự thành công bốc lên nhanh chóng của tỷ phú Trịnh Văn Quyết, tức Quyết Còi, một người mới sinh năm 1975. Cựu chủ tịch của FEC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố. Được biết, ông Trịnh Văn Quyết sinh ra trong một gia đình công chức nghèo, nhưng là một người có ý chí làm giàu từ còn trẻ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, ông Quyết đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình với số vốn là 18 tỷ đồng của bản thân ông và vay mượn vào năm 2008. Điều kỳ lạ là chỉ một thời gian ngắn sau đó, việc kinh doanh cũng như thanh thế của Trịnh Văn Quyết đã lên như diều gặp gió. Ông Quyết mau chóng trở thành một tỷ phú Việt Nam. Lúc đó, Trịnh Văn Quyết đi đến đâu là các quan chức địa phương trải thảm đỏ đón tiếp đến đó. Trịnh Văn Quyết chỉ tay tới đâu, lập tức đất đai đó sẽ thuộc về ông ta. Không dừng lại ở đó, Trịnh Văn Quyết còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh và thành lập hãng hàng không Bamboo Airways với các máy bay mới và hiện đại. Hãng hàng không Bamboo Airways đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều thị trường đánh giá cao về chất lượng phục vụ với giá vé không đắt so với các hãng hàng không giá rẻ khác. Dư luận xã hội đã đặt nghi vấn, thế lực nào đứng đằng sau cung cấp vốn cùng với điều kiện thuận lợi cho ông Trịnh Văn Quyết đến như vậy? Tại sao ông Quyết có biểu hiện sai phạm liên tục và có hệ thống trong việc thao túng giá cổ phiếu để trục lợi nhưng lại không bị xử lý hay chỉ bị xử lý rất nhẹ? Ví dụ như cuối năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết đã bán chui 57 triệu cổ phiếu, thu về không dưới 400 tỷ đồng mà chỉ bị phạt có 65 triệu đồng. Câu hỏi ai là người che chắn, bảo kê cho Trịnh Văn Quyết lộng hành trong suốt một thời gian dài như vậy vẫn không có câu trả lời chính thức. Cựu chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết thời còn hào quang, khi đó đã có những ý kiến cho rằng Trịnh Văn Quyết chỉ đóng vai trò bình phong cho Trung Quốc hay ông Quyết vay vốn của họ để mà kinh doanh. Nhưng những ý kiến đó không thuyết phục vì tầm cỡ của Trịnh Văn Quyết không có đủ uy tín để đảm bảo cho các khoản vay vài nghìn tỷ. Bên cạnh đó cũng có những tin đồn đoán rằng Trịnh Văn Quyết đã được một số quan chức trong hàng tứ trụ của Việt Nam đứng ra bảo lãnh một khoản tiền vay lên tới 105 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 3.500 tỷ đồng từ Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. Song đồn đoán đó cũng chỉ là đồn đoán. Đến nay câu trả lời cho câu hỏi Trịnh Văn Quyết lấy đâu ra nhiều nghìn tỷ để mà kinh doanh đã có trả lời chính thức. Đó là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam vào ngày 28 tháng 10 thông báo về kết quả điều tra xử lý vụ án về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FEC và các công ty liên quan do ông Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FEC và đồng phạm thực hiện. Bộ Công an khám xét trụ sở của tập đoàn FEC. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2016, công ty cổ phần xây dựng FEC Pharos đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Sau khi được niêm yết, tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, ông Quyết đã chỉ đạo bán số cổ phiếu nói trên, thu về khoảng 6.400 tỷ đồng, rồi rút về tiền mặt để mà chiếm đoạt. Chưa kể đến trước đó, ông Trịnh Văn Quyết từng bị cáo buộc đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, thu về hơn 1.500 tỷ đồng. Được biết, ông Trịnh Văn Quyết kinh doanh trên 3 lĩnh vực tài chính, đó là bất động sản, đầu tư thị trường chứng khoán và kinh doanh sân golf. Vậy thế lực chính trị nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã chống lưng cho ông Trịnh Văn Quyết đến như thế? Những bằng chứng xác thực
và tính tiết gây cấn hấp dẫn về những kẻ đã chống lưng như Trịnh Văn Quyết, chúng tôi sẽ gửi tới các vị trong các bản tin tiếp theo. Những kẻ chống lưng cho Trịnh Văn Quyết, tác ai tác quái, coi trời bằng vung trong thời gian dài sẽ có câu trả lời dành cho quý vị. Chúng ta hãy cùng chờ xem kỳ tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã lấy đâu ra nhiều nghìn tỷ đồng để kinh doanh đến như vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.